ตื่นเต้นมากนะเพราะว่าไม่เคยมาที่นี่เลยรักหลาเอิ้นกันจิแต่ก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี thì tôi được chính sự chăm sóc rất là tận tình รักคนเวียดนามมาก tôi cảm thấy yêu người Việt Nam vô cùng เพราะว่าคนเวียดนามน่ารักมากเขาเป็นคนเวียดนามคือกี่นะอิ้วขอบคุณค่ะขอบคุณที่จีนคือกี่ขอบคุณที่จีนขอบคุณสำหรับโอทีซีแฟมิลี่ที่เวียดนามขอบคุณค่ะขอบคุณที่จีนโอทีซีมีคำเวียดนามมาฝากอ่ะ tôi muốn nói một cái bằng tiếng tiếng Việt này bằng rất tận yêu hôm qua thì bà ông xã tôi đã kể cái câu chuyện của chúng tôi cho chương trình nghe rồi. Vậy thì đây là tôi chính ha, bên người ha, xuôi và. Vâng, hôm nay tôi đã xuất hiện trên sân khấu, tôi đẹp không các anh chị? Tôi bảo là na ha, thắng một nha, nu skin 100%. Cái sắc đẹp này nu skin cho tôi đó 100% là nu skin đó. Tối nay các anh chị chúng ta có cái buổi là Rim. Có rất nhiều bạn nữa ha, thì đến trên bàn biểu diễn trong kiệt hành này nhiều lắm rồi thì điều. Có rất là nhiều các anh chị đã bước lên được cái sân khấu này. Khó hay chúng ta nha ha, đem quan nhìn đi của bạn nữa thì đến trên màn ha. Các anh chị hãy cùng nhau là vỗ tay những cái đàn ông thật lớn của mình đã được lên sân khấu này. Nha ha, là phải ความมั่นใจ của bạn nữa, เราก็จะขึ้นมาอยู่บนนี้ได้เช่นเดียวกันใช่ไม่ใช่ Nào đó các anh chị sẽ cùng3 ปีตอนนั้นแหละดูสกินถึง3 ปีมาแค่จิตนะคะก็คือมีคนเนี่ยบอกว่าทำไมเพลงกับโป้งเนี่ยทำดูสกินแล้วเติบโตไว thì có rất là nhiều người thích câu đặt cho chúng tôi câu hỏi là tại sao hai vợ chồng tôi bay làm dương kim mà thành công nhanh quá vậy? Mình đi khen lắm các bạn đi nha. Tôi hôm nay là tôi mang cái bí mật cái chìa khóa đó để chào các anh chị, các anh chị có muốn nghe không ạ? Thực sự là cái bí mật khen lắm chỉ có 2 câu. Thật sự các anh chị nó chỉ có 2 bí mật mà thôi. โอเคนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเพชรเองนะคะคำนี้เลยบ้านเธอตัวกันจีตัวรึเปล่าทั้งเรารู้จักคำนี้ใช่ไหมคะเจ๋งเนี่ยตัวจะเป็นในเวียดนามคำนี้เขาเรียกว่าอะไรคะตัวเวียดนามเขาให้ก่อนเลยตัวยีกันจีเนมตินเนมติน yeah ใช่เนมตินถูกต้องเนมตินนะทักษะcác anh chị chúng ta phải đặt cái niềm tin đó vào ba thứ. Thứ nhất, niềm tin này Nu Skin. Chúng ta đặt niềm tin vào công ty Nu Skin. Khuôn chưa bao giờ bảo là Nu Skin vẫn không sẽ tăng tốc độ tiếp theo. Các anh chị có tin rằng công ty Nu Skin sẽ tiếp tục phát triển bền vững không ạ? Có khoảng hình Nu nè, khoảng 1000 người. Tôi xem ở các phòng hôm nay gần 1000 người các anh chị. Khuôn chưa bao giờ bảo là Nu Skin OTG Việt Nam sẽ thăm không nhé bên 10000 người. Các anh chị có bao giờ dám nghĩ rằng OTC New Skin Việt Nam sẽ lên một con số 10.000 người? 10.000 người, ai tin điều đó giơ tay. Thật yod. Được rồi. Nên thứ khó thì lớn thứ khó tông mạnh tay New Skin. Đó chính là chúng ta phải tự tin vào công ty New Skin. Khuôn tông mạnh tay với New Skin, giang không sẽ tông tự tổ, mấy hóa chồng đi lâu rồi mấy cái thảm. Phải tin rằng công ty tiếp tục phát triển và tăng trưởng mặc dù có chúng ta hay không. Đẹp mình sẽ đi quả máy, thả lâu tự tổ với phóng và New Skin, chay với chay. Như vậy thì sẽ tốt hơn nếu như chúng ta cùng nhau phát triển cùng với công ty, đúng không đúng? Khoa thứ 2. Điều thứ 2. Believe này OTG Season 7. Chúng ta phải tin tưởng vào hệ thống OTG số 7. Khuôn hẹn toàn toàn quan nha, Phép dù này không nha, Phép hẹn phu nằm nha, na mày, khuyên vào bồn về thì tế mới một lần. Tôi thấy rất là nhiều người mới đã được bước lên sân khấu này. Khuôn tốt mắt dài quá, OTG Season 7 là ระบบเดียวที่สามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ในทางลับที่สุดแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นไปจะเป็นการทำยุคที่ทันกับสิ่งที่เราทำได้ก็ติดก็ต้องเอาข้อที่สามเดี๋ยวที่ว่าสำคัญที่สุดวางจังยึดเชื่อมั่นในตัวคุณเองก็จะไปตื่นตื่นวาวจิตมันคุณมีความเชื่อมั่นแค่ไหนก็จะแกงตื่นตื่นว่าคุณจะสามารถทำนูสกินแล้วประสบความสำเร็จเป็นตำแหน่งสูงสุดก็จะไปตื่นแต่ว่าข้างมันหลังทำนูสกินทันจังยึดก็ได้เพราะถ้าคุณปราศจากความเชื่อมั่นในตัวเองบางทีเนี่ยก็จะแกงตื่นตื่นมาบังคับมันมันจะไม่เกิดแอคชั่นใดๆทั้งสิ้นที่แสนที่มีเดียวข้อขัดมันจะง่ายอย่างเบิกบานคุณจะมัวแต่กลัวchúng ta mỗi ngày chúng ta đều có những cái nỗi sợ. Lỡ quên có mua thì quên sỉa về là. Thế mà càng sợ chúng ta càng làm chủ nước. Chúng ta sẽ khó thành công. Thế cho nên điều gì quan trọng nhất?
Bởi vì thành cái điều mà rất là quan trọng. Bạn có tin không? 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 Cái điều này rất quan trọng giúp cho vợ chồng chúng tôi đã thành công nhanh như vậy. Cái điều thứ hai đó là chúng ta làm đi làm lại các anh chị. Pen và bom, thăm xăm. Hai vợ chồng của tôi làm đi làm lại. Tôi có câu chuyện kể cho anh chị nghe. Có một cái sắc dân da đỏ, một cái bộ tộc nọ. Lâu lúc sắc hậu in da đàm hả? Các anh chị có quen về sắc dân da đỏ không ạ? Hậu in da đàm, khẩu dù thì cài vô ma rồi. Tức là họ ở rất là sâu. Ok, đó hả? In da đàm nè. I just got the point now. Tức là cái sắc vật dân da đỏ thì ở rất là sâu trong rừng. Các chị có biết không ạ? Thì họ có cái thói quen các chị khúc lúc mà cái thời tiết mà nóng á, không có nước á, là họ sẽ nhảy múa để mà chào đón mưa. Đó, tức là lúc mà cái thời tiết không có nước là họ phải nhảy để gì để họ cầu mưa. Thì có một cái nhóm sắc dân da đỏ đó. Lúc mà hạn hán họ lại bước ra họ nhảy. Họ mong muốn rằng nhảy tới nhảy lui, múa tới múa lui thì mưa sẽ xuống. Đó là cứ múa như vậy hàng ngày. Hết một ngày trôi qua thì mưa cũng không có. Ngày thứ hai cũng không có mưa. Ngày thứ ba thì cũng nắng như vậy luôn. Ngày thứ tư bắt đầu mỏi rồi, đuối rồi. Là không nhảy nữa. Và trời vẫn nắng chang chang. Và có một cái sát nhân nhóm thứ hai các anh chị. Họ bảo là tay phần điều mây mượt. Là họ nhìn thấy như vậy, họ nói ông mà nhảy con mình như vậy làm sao mà có mưa. Họ làm cái phần tổng mới đai. Là mưa làm sao có được. Họ có lại chuẩn mưa lên, họ mà đán với ngàn. Học kinh nghiệm đó, họ rủ nhiều bạn cùng với nhau múa. Đó, tức là rất là nhiều bạn cùng nhau hồi hè nhưng mà múa như vậy. Ngày thứ nhất nhảy suốt ngày mưa cũng không có. Ngày thứ hai mưa cũng không thấy đâu. Ngày thứ ba cũng không thấy mưa. Ngày thứ tư cũng vậy luôn. Ngày thứ năm cũng không thấy mưa đâu. Ngày thứ sáu con cái người trong nhóm nói ủa chắc chúng ta đang bị khùng trời. Nhảy cả tuần lễ mà không thấy mưa đâu là sao? Thằng này lâu lâu cái là lần. Rồi cuối cùng là nguyên nhóm đó bỏ. Thầm hôn hay thầm điều, thầm hay thúc hồn, dụt tên. Chỉ một người nói thôi anh chị, cả nhóm bắt đầu nghỉ không muốn nữa. Giáo phận không ai tổ. Cuối cùng cũng không thấy mưa đâu. Mi nắc khảo dụ hồn đường. Thì có một cái người các anh chị gọi là thầm hôn phát lâu thảo in đề đàm phuốc nhé. Họ đã chứng kiến những cái việc này từ đầu đến cuối. Thầm hôn bảo á, ê, thầm mày nè, in đề đàm tên như ngày phận không ai tổ. Tức là họ thấy tại sao mà nhảy múa cỡ nào suốt tuần cũng không thấy mưa. Cho nên hắn khẩu bay sau đùi India đang được thầu đứng bên thầu thứ 3. Và cái người phóng viên đó họ lại để India đang thầu thứ 3 nha. Thì thầu thứ 2 thầm có lại chuồn thưa đọc mà tên của bác mà lại khuôn mà sân đục đi. Tức là nhóm thứ 3 này rủ rất là nhiều người trong làng lại cùng nhau mà nhảy vui vẻ. Cũng nhảy như vậy các anh chị, ngày thứ nhất không thấy mưa, ngày thứ hai cũng vậy, ngày thứ ba cũng thế, ngày thứ tư cũng thế, ngày thứ năm cũng vậy, ngày thứ sáu cũng thế, nguyên một tuần lại không thấy mưa, hai tuần trôi qua cũng không thấy mưa, ba tuần cũng thế, không thấy mưa, không mưa, vẫn không tiếp tục bài, nhưng mà họ vẫn nhảy, cho đến tháng thâu đường thứ 3 và đến tháng thứ ba, xuống tột lên mà mưa xuất hiện. Thuộc khuẩn, từ nay tộc mưa đi dày. Ai cũng rất là vui vẻ, sung sướng. Lâu mi khuẩn này đã lẹ rồi. Tức là đã có mưa rồi. Thuộc khuẩn, từ nay đi dày mà.
những người vẫn nhảy múa ai cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi chỉ có nắng khảo. Chỉ có cái ông phóng viên. Nắng khảo phóng sài sụt sụt. Ông rất là ngạc nhiên. Ông rất là thắc mắc. Ngoài thầm này, in đen đen thảo nhé. Đen thì lại phốn cái tổ. Ông cảm thấy, ông hỏi tại sao mà, thắc mắc tại đen sao mà. Nên khi in đen đen thảo lên đường, đen nhà ngày phốn không biết tổ. Cái nhóm này nhảy thì mưa, nhóm khác nhảy không thấy mưa. Tôi hẳn khoảng sửa lệch. Và ông lại tìm hiểu, tìm hỏi cái người mấy người gọi là đầu sỏ các anh chị, hỏi tại sao mà lại như vậy, có bí mật nào không? Khét lắp lỡ. Khét lắp đó thì là, cháu có tên, con phổn mặt tục. Cái ông gọi là trưởng của cái nhớ đó trả lời là thì tôi đâu biết chuyện mưa, chuyện của ổng, của trời, còn chúng tôi nhảy chuyện của tôi nhảy đến hồi mưa thôi. Không có tên phần đâu đây là, tên phần của con. Mưa kể chứ. Phổi nó tổ bà em nè. Trời ơi mưa mà. How dance until it rains. Tức là nhảy múa cho đến khi trời mưa các anh chị. Chắc nhiều cả đặc cả thằng thú kiện đồ skin chai mới chai. Giống như cái cách chúng ta làm nước sữa đúng không? Làm cho đến khi thành công mà thôi. Phổi có thể dance until it rains. Các anh chị có sẵn sàng làm cho đến khi thành công không? Đây là cái con người đã thay đổi cuộc sống của tôi và cả gia đình của tôi và của anh ấy. Họ không có bên một đường thiết đáng anh chịu thực hiện. Và ảnh chính là cái bằng chứng là chiến đấu cho đến khi thành công. Khó xem tổng mưu đường nằm thay cả phần bố là phát xịt xa xin nông của con ha. Xin các chị cùng nhau thật lớn chào đón. Các chị biết cái lý do tại sao mà cái gia đình tôi càng ngày càng phát triển và thịnh vượng không ạ? Bởi vì tôi có người vợ tuyệt vời như vậy này các chị cho nên mới thành công như thế đó. Bởi vì tôi có người vợ tuyệt vời như vậy này các chị cho nên mới thành công như thế đó. Bởi vì tất cả mọi gia đình khi mà trong gia đình chúng ta có cái gì đó mâu thuẫn thay thế thay thế cho nó bằng mìa bác có anh đó bằng có anh nào đã từng gây lộn với bà xã mình chưa? Bác เคยทะเลาะกันเนี่ยนะสมมุติทะเลาะกันเนี่ยนะทะเลาะกันเนี่ยนะถ้าอยู่กันมาแบบดังเกยเกยเกยเกยหลงเนี่ยมือผมเนี่ยง้างอย่างนี้ละมือง้างอย่างนี้ละใกล้ตาตัวไหนสั่งลุงอย่างนี้นะง้างเลยนะไหนสั่งอย่างนี้ละสอนเลยฉันหล่อเนี่ยฉันหล่อเองผมไม่ภรรยาผมเลยครับเพราะว่าแต่บอกตรงนี้เด้อเนี่ยโอ้ดีจีเวียดนามว่าซะอยู่ hôm nay đêm nay tôi sẽ kể cho các anh chị nghe về cái câu chuyện về cái giấc mơ, cái ước mơ của mình. Khoang phản nè, bà xã biết nào là khoang phản. Cái này gọi là gì các anh chị? Khoang phản. Ước dream gọi là gì? Cái này gọi là gì ạ? Ước mơ. Ước mơ. Mơ. Ok, sao mà đẹp không phải là thôi kể nó đi, khó mà bỏ qua. Ok. Khoang phản. What do you do when your dream die? Chúng ta sẽ làm gì khi mà giấc mơ của chúng ta
đang chấp nhận, đang hấp hối. Chỉ bên bài giảng kịp khi mình khóng tròn mà khăn na nè, nó sẽ khó chạy. Tôi xin mượn cái giọng tiếng Anh để chị đến nghe nó có giống như phần, nó có phần có điệu đó chị. Cái khăn khóng tròn, what do you do when you did that? Khun sẽ làm gì khi ความ phản khun mình tài bày? Các anh chị sẽ làm gì đây? Nếu như giấc mơ, ước mơ chúng ta nó đang hấp hối, nó đang chết. Do you sit down and cry? Do you give it up and let it die? Khun sẽ làm gì? Khun sẽ nâng lồng, nâng lồng, nâng lồng hai. Chúng ta sẽ ngồi xuống và khóc lóc than thở. Lúc đó khun sẽ yom thé, lấp bỏ cái ความ phản nó tài bày. Chúng ta sẽ từ bỏ hoặc để cho cái và để cho ước mơ đó nó chết hẳn đi. Lứa khun sẽ ขอ ลอง ใหม่ ลอง อีก ครั้ง นึง one more try hay là chúng ta cho mình một cơ hội để thử thêm một lần nữa thử lần nữa one more try thử lần nữa yes สำหรับผมนี่คือตอนที่ผมจบผมเล่าเรื่องไปแล้วว่าผมกับเพนเนี่ยรู้จักกันมานานมากจุดแต่ให้ประจําเหมือนมาบิ๊กเนี่ยตื่นเล่าก็จะตื่นถ่ายมาได้ học chung แล้ววันนี้เกือบเป็นเวลาเกือบ20ปีทีงานนายได้ตึ้งเกือบกว่าถึง20ปีแล้วในชีวิตเลือกถูกแค่2อย่างที่ในคู่ชีวิตของตัวเองจริงตัวก็ให้คือเลือกจ๋องมาดุ๊กนิดน่ะจากที่1คือเจอลูสกินเมื่อ3ปีที่แล้วก็เลยที่ได้เป็นดาวตี้ก็จริงๆล่ะตัวกับลูสกิน3 ปีจุดใดแต่อย่างนึงคือได้เขาเนี่ยเป็นภรรยาแต่ก็แค่เด็กที่5ล่ะตัวจอดูกับคุณภรรยาน้องในชีวิตไม่เคยเลือกถูกเลยถูก2อย่างในชีวิตเลยชื่ออย่ามาจอดก็ยีนั้นดูก็ที่ก็ให้เนี่ยดูนิดผมไม่ได้ทําไปทําแล้วก็ตรงนั้นเหรอครั้งแรกที่ผมฝันธุรกิจเครือข่ายนี่คือครั้งแรกเลยนะครั้งแรกก็เลยดาวติ้งมาตัวทํายาไว้หลายกับงานเน็ตเวิร์คกันจริงเขาบอกว่ามันมีงานงานนึงนะลำบากไม่กี่ปีสบายตลอดชีวิตแต่ตัวรักละยูทึกคือ câu mà là người tin tôi nghe à mình chịu khó mình làm cực khổ trong vài năm nhưng mà cả cuộc đời còn lại chúng ta thoải mái là có chạy mà có chạy mà các chị hiểu rõ cái câu nghe này không ạ có chạy đó có khi tham gia mấy kiếp y sa bay tới đời chịu biết tức là chúng ta chịu khó chiến đấu vài năm mà cả một đời còn lại chúng ta được nghỉ ngơi cũng tự tin mà tôi rất là hưng phấn với câu này cho nên tôi mới làm tự tin à tự tin hưng phấn là hưng phấn tự tin hưng phấn hưng phấn dạ hưng phấn hưng phấn hưng phấn hưng phấn so ผมเลยเข้าไปทำธุรกิจเครือข่ายยีก็ฮึ่งเพราะน้องตัวมันหยาบโยงงานนัดบอกตัวลาซึ่งไม่สามารถเอ่ยชื่อได้ว่าบริษัทอะไรต้องขออภัยด้วยตัวเส้นร้อยก็เฉยตัวของแท้นาวน้องที่กำลังจะเดินตลาดอะไรกันยีนี่คือบริษัทที่เข้าไปทำด้วยจากเนี่ยมันผมไม่สามารถบอกได้ผมบอกได้ว่าบริษัทอะไรตัวเส้นฟังน้องเติมกำลังจะได้อะไรยีกันยีได้อะไรก็ตัวเดินตลาดนะแต่ก็ดูในสไลด์เอาแล้วกันก็รู้บริษัทอะไรนี่มาเรื่องยีเนี่ยเก๋สักท้ายสุดที่ตอนนั้นอายุ20ลูกน้องอ่ะตัว20 tuổi đó 18 ปีมาแล้ว18 năm qua rồi các anh chị มีความเชื่อมั่นเข้าไปทําแล้วก็มุ่งมั่นมากลูกน้องตัวรึกละตัวรึกละนั้นก็กล่าวชิงดาวอ่ะนี่คือตอนที่รับเข็มครั้งแรกรับรางวัลครั้งแรกนี่คือเพนนั่นคือผมนะก็ล่ะตัวเริ่มตัวอย่างในฝั่งถึงนี่ก็วินยันของตัวไหนคุณเห็นอะไรมั้ยคุณเห็นอะไรในรูปนี้มั้ยก็ถึงทายถึงอะไรตรงพุทธังไหนอ่ะซูมใกล้ๆเออซูมกันกันนะหน้าผมอ่ะมีความฝันมากก็ยืนแก้กือหมักตัวแก้กลับมีความฝันมากจะเห็นใครคนนึงก็ได้ยึกเมอรับได้ลึกเมอลงแต่คุณเพนตาบวมยิ่งมาไอ้người yêu của tôi lúc đó thì mắt nó sưng เพราะว่าคืนก่อนหน้าเนี้ยร้องไห้บ่อยๆคือ đêm trước đó là khóc sướt mướt ต้องการให้ผมหยุดทําธุรกิจนี้ chúng tôi đã cãi nhau mà về thì giấy không cho tôi làm cái nghề này เลิกกันเลยนะคืนก่อนหน้านั้นเลิกกันแล้วเราเลิกกันแล้วก็ล่ะ trước đó gây lộn với nhau mà là gần như là chia tay rồi đó các anh chị เลิกกันเลยบอกโอเคเลิกกันเลิกชี้ตาดิชี้ตาดิชี้ตาวันลุกขึ้นเอาดอกไม้มาให้ผมngày thứ hai thì đem hoa tặng tôi tôi bảo ok thế là không cần tỏ tôi nói ok mà vậy mình về tôi mong manh cái thứ kiện này khả năng đó tôi gọi là chiến đấu và tự tôi tin vào cái nghề này như vậy các anh chị có một mi khoảng phần thì chắc chê quá cũng giả sẵn đẹp mà bởi vì tôi có một cái ước mơ rất là rõ ràng tôi sẽ thành công ở cái nghề này ผมทำไปนี่อยู่5ปีตัวหลังมาได้5ปี5ปีที่มุ่งมั่นตั้งใจเข้าประชุมสปอนเซอร์จัดมีตติ้งทำทุกอย่างที่จะต้องทำเพื่อความสำเร็จ5ปีลำเมาเหลือลำเงียบตึงลำเงียบเว็บ5ปี5ปีรองละ5ปีรองละ5ปี5ปีไม่สำเร็จทำมาสั่งจองเลยนะจิไม่สำเร็จ
không thành công เลย ไม่สามารถช่วยใครสำเร็จได้เลย không có giúp ai mà thành công được cả 5 ปีที่ไม่มีผลลัพธ์ 5 năm không có mang lại cái kết quả gì nó rõ ràng ใครอยู่ธุรกิจนี้มาไม่ถึง5ปีบ้างanh chị nào trong các bạn này mà ở trong cái nghề network này chưa đủ 5 năm giơ tay mấy thì 5 năm chưa đầy 5 năm khuôn mã thuộc thang nào các chị đến đúng chỗ đúng đường rồi đó cũng bỏ thứ gì đi bay thôi mấy tầm đẹp cuối cùng tôi cũng rời khỏi cái công ty này bởi vì chị vừa sẵn anh đi lắm tại cũng mà chẳng biết kèm em thật sự công ty rất là tốt các chị mà bản thân tôi cảm thấy tôi chưa giỏi cũng khó khăn thì bạn thân thế đừng và lần đầu tiên tôi cảm thấy rất là thất vọng tại lâu có dân thử lần nữa nhưng mà tôi vẫn còn cái máu của cái người chiến binh với cái ước mơ của mình cũng không phải làm một thi đường tôi làm một công ty khác bên một bộ đi tập đi nào ไม่ใช่ bộ tập bất kỳ nào anh ấy cứ một thi đường đây là công ty khác đó chị công ty thứ hai đó bên bộ tập tập cha đi không mà bên một thi đường ไม่ใช่ bộ tập bất kỳ một công ty nước ngoài đến Thái Lan với chúng tôi cũng mang tăng chạy sponsor chặt meeting พา phần các bạn chung thúc giàn thăm mình đơm tôi cũng làm cái tinh thần máu lửa như nhiều huyết như ban đầu แล้ว có khuyết mà thành tích khi mà bắt đầu bất kỳ tôi cũng thành công ผ่านมา2ปีตัวของทางกองตูบลงสนเขาอัปไลน์ผมโทรศัพท์มาหาผมว่า2 năm như vậy cái đến năm thứ 2 ông Pháp Lam điện thoại cho tôi บอกว่าคืนนี้ว่างมั้ยคืนนี้ว่างมั้ยไม่ป้องตอนนี้รันโดรันโดผมบอกว่ามีอะไรเหรอมีอะไรตอนนี้อ่ะอะไรก็อย่ามาหาที่บ้านหน่อยไปหาน่ะโอเคผมไปที่บ้านเขาโอเคไปตัวนั้นแล้วเขาก็แนะนําให้ผมเนี่ยรู้จักกับใครอีกคนนึงว่ากันอัปไลน์น้องเนี่ยเดี๋ยวจะตัวกับคนอื่นแค่เนาะบอกว่านี่คืออัปไลน์ใหม่ของเราvà anh giới thiệu đây là upline mới của chúng ta. Cũng ngon hết, khai quá. Tôi nói, ủa ai vậy trời? Mấy khởi chờ con nghĩ là tôi về thầy. Ủa công ty đâu giờ thấy ông nào xuất hiện đâu? Họ bảo là, lâu tông biển bộ đi sản, nghi cứ upline trả bộ đi sản mày. À, anh đã lại nói, chúng ta phải đổi công ty em ơi, cái này là upline của công ty mới. Oh my god, hùa lấy đi á. Trời ơi, nhiều gì vậy trời? 2 năm. 2 năm. Tháng 1. Cuối cùng là gọi như là hư hết. Tông lơ mày thắng một phải bỏ đi hết đặt bỏ hết làm lại từ đầu thuốc giảm thi sang mà 2 năm chụp mỗi tức là 2 năm mà gọi là chiến đấu ròng rã bây giờ là coi như bằng không không có một khoảng thịt vắng ít kháng đừng tôi bắt đầu thất vọng lần thứ 2 các anh chị tại không có dân one more try nhưng mà tôi vẫn one more try à, thử lần thử nữa lần nữa đó. Thử lần nữa thử lần nữa thử lần nữa coi sao có dân dạ tập lên tôi muốn thành công ความฝันมันชัดขนาดนั้นเออพอตัวรับแล้วรับแรงเอาวะย้ายก็ย้ายโอเคกุ้งเดิมหนีไปก็ไปดีกุ้งเดิมหนีสักพันกับมาเดิมเริ่มจากศูนย์ก็ได้ปั๊บเอาตัวบังแล้วก็ทำขึ้นมาใหม่ตัวจะแสดงนะบังคือโดนตายของตัวผมก็เข้าไปทำอีกบริษัทหนึ่งแต่ตัวหลังอันนี้คนละที่กันแล้วนะในคอมเมดี้แคปเหรอเนี่ยก็สร้างทีมขึ้นมาใหม่สปอนเซอร์ใหม่จัดเฮ้ามีติ้งอ่ะเราคนเข้าระบบทุกอย่างที่ต้องทำอ่ะทั้งหมดเลยรอหอยเงยรอหอยถาวรังแคปเกี่ยวกับแบงค์ดาวสร้างทีมขึ้นมาอีกครั้งนึงxây dựng sự nghiệp bắt đầu tuyển người thúc khắc sẽ không bây giờ một tôi đã tận dụng hết sức của mình để có lại đã có khuyến mà cả lần đi lúc nào cả lần đi là 3 năm cũng có được cái thu nhập nó 3 năm khuyến khuyến đương và 3 năm ở với công ty thứ 3 ấp lại không à đến cái đêm đó các anh chị ông ấp la ông gọi tới bông thì đi quang mấy đúng quang mấy bông tối nay rảnh không mì ở đây cả dạ có gì không anh mì ở đây bông tối mà đi ba tối mà đi ba lâu rồi sao mới đây tới nhà đi nói chuyện điện thoại không có tiện tới đi ผมบอกโอเคไปไปที่บ้านปั๊บรอโอเคเดี๋ยวไปอัปไลน์เอาสินค้าให้ดูเอาอัปไลน์เอาดึงมาให้ món hàng lạ lạ ให้ตัวก่อนโป้งนี่คือสินค้าใหม่เฮ้ยโป้ง hàng này sản phẩm này mới về ผมบอกไม่เคยเจอสินค้านี้ What เราใช้สินค้ามันมาจากไหนเอาอย่างอัปไลน์บอกว่ามันคือบริษัทอีกแห่งนึงองค์ที่ในองค์ที่ใหม่ตั้งโอ้โหพระเจ้าโอ้เจ้าเอ้ยย้ายอีกแล้วต้องเปลี่ยนอีกแล้วเหรอต่อยเหนือฮะเจ้าสามปีแล้วบ้านนั่งกูโตเนี่ยศูนย์สลายมาครั้งเหลือศูนย์ใหม่ปั๊บเดาต้องซื้อคำหลายนะผมผิดหวังอีกครั้งนึงตัวทักบอกหมดลันเหนือกันอีกครั้งละไม่หลังเลยนะแต่ก็ยังยิ่งมาบ้านท่านตัวถือหลังเหนือตัวต่อมือต้องมาถือหลังเหนือlần này tôi quyết định không có làm công ty nước ngoài nữa. Ông bảo con Thái đi là tôi yêu quốc gia Thái, tôi chọn công ty Thái luôn. Bộ tập tàng xa, mình cho bị nghỉ, mình cho bị nghỉ, nghỉ cả một thế là nước ngoài còn là gọi là lừa rồi,
đi không à? Ông của mình Thái đó anh. Bây giờ mình chọn Thái Lan. Làm mấy một thế nhiều cái đấy, mấy ông lại một thế là chủ một thế nhiều thôi lắm. Cố gắng làm thì hết quốc gia này là cũng đủ giàu rồi, đâu cần làm đâu nữa. Chẳng nói mình cười thì Thái mình cũng mới nghĩ là bây này cũng mình cười mời sạch khổ bên Thái. Tôi tự tin rằng ở công ty Thái, ở Thái nghe là Thái thì không có trốn đi đâu, mà vẫn còn ở trong đất nước của tôi mà. Ủa không phải thầm, cũng muốn mang tập giảm nguyên đơn vào sang team sponsor, thầm lúc giảm đem thi. Tôi làm máu lửa chuyên nghiệp cứ như thời buổi ban đầu. Em mát sụ hồn chay. Tức là chơi hết mình. 3 phi hoàn bày. 3 năm. Anh biết bên cầm hoàn là mới xây dựng khuyền. Tức là lần này các chị là bằng ngày chứ còn bằng đêm nữa. Up line không mà. Không up line lỗi tới. Bố có ăn không hồi nãy? Không, hồi nãy mày vừa đánh không? Xíu thì sẵn lắm rồi đi, cảm thấy xíu, clip xíu mà. Các chị tôi thương, các chị tôi nghe cái từ này tôi thấy tôi giỡn nóng luôn. Mìa lấy cơ. Có gì hiểu gì anh nói. Bày đi bên. Tới nhà anh. Bộ phốt, lâu mình lưng cho bộ. Không, có cái này hay lắm. Cho nên tôi nét đi cả anh tiền tan bằng vàng. Cái này nó sẽ thay đổi chứ. Một mấy đồng vua léo, cù lưu léo, chờ mà 3 lô léo. Ơi, em biết rồi, em khỏi nói, em hiểu rồi. Thằng vô thằng đánh chụp. Thằng. Tiếp tục các chị bỏ đi cái công trình 3 năm. Thịt quả cái tháng nữa. Thêm một lần thất vọng. Tháng yếu này đó. Thật ra cần thứ mấy rồi? C, 4. Là thứ tư rồi đó. Yeah, tại cùng với anh. Thử lần nữa. Tôi vẫn còn cái máu thử lần nữa. Thầm như lại đai khi mà lại sẽ làm. Và tôi làm cực kỳ chuyên nghiệp. Thì nhiệm thung thèm một của trời. Tức là có thu nhập. Rất là tốt. Mình đã thể bọc trồn ra. Ấu quá. Thì nghĩ là. Rất là tốt. Và tôi nghĩ rằng cái nơi này là cái nơi mà có thể giải quyết tất cả những gì tôi muốn. Thầm như lại đai 300 thung thèm. Tức là tôi làm được cái thu nhập vượt qua cái thu nhập rất là cao của vợ tôi. Hay thung thèm bên la ọ. Tôi cho bà xã tôi nghĩ tôi có lại đai bên nào luôn. Thầm như lại thâu lá lê lê hết mình là ọ. Bởi vì cái thu nhập này nó cao hơn thu nhập của bà xã tôi nhiều lần, cho nên tôi nói bà xã tôi nghĩ đi. Tại buổi nãy thêm cái anh không biết anh đưa mắt cho anh lao ọt nắng. Nhưng mà lúc đó thì ông sếp của bà xã không có trang dài, có lấy mắt anh đưa mắt. Bởi vì cái chức vụ là phó đó ngân hàng thì rất là khó nghĩ. Thôi bà xã upline. Tôi mới gọi ông upline tôi hỏi. Ờ, sếp kênh lao ọt nắng, kênh lao ọt nắng. Thế bây giờ chẳng biết có chút anh sống khôn. Anh ơi, em cho vợ em nghỉ nha, anh ráng chút giúp đỡ em giàu giàu lại nè nha. Upline một quá. Upline nói là giàu thứ. Từ từ. Từ từ. Thôi mày á. Sao vậy? Thôi mày giàu thứ lại đấy, có đây vô, thôi mày giàu thứ. Đang ngon mà từ từ đi. Ông là nói mình sẽ đi cam biển tem bao giảm. Ông là nói từ từ đi có cái kèo thơm. 8 tiếng bôi thật nát bịt. Qua tháng sau thì công ty nghỉ, công ty thì gọi là phá sản. Tối nay à, cột cháu này thêm thì mới hay là bỏ. Và tối nay khốt khó khôn quá là quá, chốt đi chị. Lúc đó các chị tôi rất là giận, tại vì tại sao ông Ốc Lan khuyên là từ từ đi đừng cứ nghỉ. Bây giờ tôi cảm thấy, tôi suy nghĩ là tôi thấy là cảm ơn ông Ốc Lan nhiều vô cùng. Thì vẫn kháng nữa. Thất vọng thêm một lần nữa. Kháng nghĩa luôn lè mát. Lần này các chị rất là đau đớn, rất là khủng khiếp. Kháng nghĩa lại đó, có lại đó, kháng nghĩa lại đó. Lần thứ mấy các anh chị? Ha, năm. 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 Ồ, luôn lè mát. Tôi rất là đau đớn các anh chị. Mấy nhìn khoảng chưa mát là. Tôi không có còn niềm tin. Thôi thì nghe tỏ trồn, mấy chưa hay tỏ tay. Tôi không còn niềm tin vào cái nghề. Mấy nhìn nào mà chờ thầy. Tôi không còn mặt mũi nào đi gặp thầy nữa. Chờ phương. Người bảo tôi đi gặp bạn bè. Có thằng quá, phủa phê này làm gì? Phủa phê này làm ăn gì? Bạn bè nó mới hỏi vợ tôi là, ủa mày chồng mày làm gì á? Phê bổng mới luôn anh đi mà chủ thế này. Bà xã tôi nói cũng biết vợ ông ở đâu. Mày luôn chủ bà xã tôi đây. Không biết làm gì ở đâu, công ty nào nữa. Mình bèo mày lưỡi à? Tội hoài à, tôi không rành luôn. Là mày bút chài. Tôi là một người đàn ông các anh chị. Thống một chiếc cực cái nè. Thay như vậy là 10 cặp tiền. Tất cả những câu chuyện tôi kể các anh chị nghe đó là đã 10 năm rồi đó. Tha bên khun. Nếu như mà khun sẽ vẫn chưa mày quá. ความฝันเป็นจริงได้เจอมาเนี่ย5บริษัทใน10ปี Nếu như các anh chị ở trong hoàn cảnh của tôi như vậy á, 10 năm như vậy á, trải qua 5 lần. Bạn nói với mình nhé, cuộc đời của mình này, โชคดีมากที่คุณเจอบริษัทแรกคือบริษัทนูสกินคุณไม่ต้องไปเจอที่ผมเจอมา10ปีผมอยากจะขอเสียงมือนะกับคนที่เจอบริษัทนูสกินบริษัทแรกดังๆเลยครับ Các anh chị thấy rằng chị rất là may mắn không phải bỏ ra 10 năm vấp ngã lên bờ xuống như tôi. Các anh chị cực mà cực kỳ may mắn khi mà nูสกิน là công ty đầu tiên của các anh chị. Các anh chị bắt tay vào ủa, bắt được cái người tổ.
Không đến nỗi mà rớt luôn cái remote. ผมมี2 choice ตอนนั้นมี2ทางเลือกก็ต้องให้คือเลือกจอมกันจิเลิกตัวหัวเลิกเลยจากธุรกิจนี้ไม่เอาแล้วขอกงลุงหนีลำได้ก่อน10ปีแล้วว่า5บริษัทไม่ตอบโจทย์อ่ะนั่งก็เคยกระจุกนั่งค่ําก็อยู่เลิกเลยไม่เอาแล้วขอกลับไปทํางานเดิมเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ก็ได้เงินเดือนก็ดีพี่เวลาไม่ต้องเรียนตู้คงดูแอนดูซ้ําไม่ต้องไปเจอใครปฏิเสธทํากันไปกับคนวันคุยกับแม่กับคอมเนี่ยไม่ต้องคุยกับคนน่ะไม่ต้องยุ่งกับคนแล้วเออคนอย่างงี้ไม่ไม้ก็ด่าเฮ้ยงงงี้กับแนวคือตัวจ๋อหวายหวายเลยคงไม่เคยปฏิเสธเราแต่คนมันปฏิเสธเราจริงมั้ยงงไม้ไม้แล้วเราก็ตัวจ๋อมันดุ๊กอ่ะที่ว่าตัวจ๋อมันทอยถูกมั้ยถูกมั้ยฉะนั้นไปทํางานจะทํางานสายคอมดีกว่าเลิกลูกน้องตัวสิ่งไหนกันดีให้ละมันบอกผมแต่ผมมีความฝันยังชัดเจนยิ่งมาลูกน้องก็ต้องเนื้อก็อึ้งเงินของมันนะก่อนรักว่าธุรกิจเนี้ยน่าจะตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการทั้งชีวิตไม่ไปจีก็แค่แง่ไงผมต้องเอาเน็ตเวิร์คมันก็ขยายลึกถึงอึ้งเงินของมันมาผมก็เอาเพนเดอร์ออกจากงานประจำให้ได้ตัวไฟยึบลำสร้างจนภาษาตัวของฝ่ายที่ทําการลืมอย่างเราแต่งงานกันมาเราไม่สามารถพาเขามาลําบากกันตลอดชีวิตได้chúng tôi đã cưới nhau rồi thì tôi không thể nào để cho vợ tôi phải khổ hơn cực thêm bất kỳ ngày nào nữa. Là con lựa thì nhằm với cuộc sống mình đi. Tôi phải chọn, tôi phải gọi là bản lĩnh tôi chọn và tôi phải làm cho được. Đằng đó tôi quyết định một lần nữa. Cho nên một lần tôi quyết định các anh chị. Tại lần này là lần cuối cùng tôi sẽ lựa. Và cái lần này là cái lần cuối cùng. Tôi sẽ lựa một lần nữa. Tôi gọi là quyết định một lần nữa. Thử lần nữa. Thử lần nữa lần cuối cùng.ครั้งสุดท้ายลันกู๊ดครั้งสุดท้ายลันกู๊ดเกือบจองแพ้แล้วก็คือ gần như là tôi bỏ ngành này luôn các chị แต่ผมกลับไปที่ความฝันผมใหม่ผมเขียนความฝันไว้ในกระดาษแบบนี้เขียนความฝันไว้ tôi còn nhớ ước giấc mơ tôi dán ở nhà ความฝันคือถ้าไปไกลสุดในงานวิศวกรเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์มันเครียดสูงเงินเดือนน้อยถูกจำกัดอย่างนี้นี่คือความนี่คืองานเดิมนี่คือ làm công việc cũ thì nó có rất nhiều cái giới hạn và cái hạn chếแต่ทางขวาเนี่ยถ้าเราสำเร็จได้เนี่ยได้ฟรีดอมได้ทุกอย่างที่ต้องการนี่คือที่เราเขียนนี่คือมาทันกรรมของแอนเน็ตเวิร์กที่จะได้ได้ทุกอย่างที่ได้เดิมที่ผมมุ่งทุกที่ในเมืองของมันผมไม่ยังเลือกเส้นนี้อยู่ดีตัวมันทึ่งจ่องมันได้เลยขอบคุณแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ตัวรักและ cảm ơn cái ánh sáng cuối cái đường hầm โทรศัพท์หนึ่งสายหนึ่งสายหมดกู้ดึงถอยกันจิเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปตลอดการไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไปใช่แล้วความสําตัว hoàn toàn gọi là 100% không còn cái gì cũ nữa các anh chị với một cái cú điện thoại thôi คุณรู้ไหมว่าการที่ใครบางคนโทรศัพท์มาหาคุณเพื่อชวนเข้าสู่ธุรกิจนี้ก็จะได้ một cái cuộc điện thoại ai đó mà mời gọi các anh chị làm cái nghề này เขากําลังนําสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตมาให้กับพวกเราทุกคน họ đang cố gắng mang cơ hội tốt nhất để mà tặng cho các anh chị สําหรับผมคนชวนผมคนนั้นก็คือคุณตีนและคุณจะไม่ได้ปรบมือให้กับคุณตีนและปรบมือให้กับอัพไลน์คุณทุกคนดังๆเลยครับคือ uplineของตัวล่ะ I'm Twin và bà xã ảnh và chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn chào các anh chị vỗ tay cho uplineมันก็จะได้มาหาที่ที่กันขอกายได้มาเติมเสริมจอกับรายของตัวเนี่ยฮะอัพไลน์ทุกคนครับสุดยอดทุกคนครับแล้วก็ใครก็ให้กับรายของตัวเนี่ยฮะนี่ครับวันแรกพี่หนึ่งเนี่ยก็พยายามบอกให้ผมดูว่าดูสกินเนี่ยมันทำแล้วมันรวยAnh được anh Twin thì ngày đầu tiên cũng cố gắng nói tôi biết rằng làm nu skin là sẽ thành công sẽ là giàu có. Tại không biết là con shop show, không biết shop cho biết show là gì. Anh là cái người bình dị đó anh chị. Anh không có bay bay, xem không bay, cả hổng bay. Anh không khoe nhưng mà anh cũng ra dấu ra hiệu giơ tay giơ chân gì nè. Cô đây là cái anh cũng xài dùng đi chứ bác, là cái này nè. Cái đồng hồ mà tôi đang sử dụng với các anh chị. Anh ấy là Rolex, đây là cái Rolex. Rolex. ประมาณ 200,000 bạc.À, bên Thái tôi mua khoảng chừng là 200.000 bạc thì khoảng bên mình thèm á bên mình là khoảng chừng là thèm á 150 triệu các chị mắc không ạ thèm á thèm quá anh thèm mắc nên cái cặp ผม 30 lượng cái đồng hồ của tôi các anh chị phải 30 cái vậy nè xứ phí đường đây lượng điều đổi cái chiếc này con cái một à quẹn đi con xài quẹnเหมือนเอาบ้านกับที่ดินเนี่ยมาไว้ที่นิ้ว giống như là mang nguyên một cái miếng đất với cộng luôn căn nhà biệt thự mà mình văng lên cái ngón đó luôn á. Bộ tôi biết nó cái kia là hả? Vỗ tay cho cái kia lớn lên nè. Tại vì đấy cũng mới rú. À lúc đó tôi không biết cái gì. Tôi mới bé nên đi cao, tôi mới bé lúc còn xài để xài xài cố để là tôi nhìn là thành bạc. Tôi nhìn hàng hiệu không có ra, tôi còn là xài ba bắt đầu tàu lao mà tôi không biết hàng hiệu. Bé mới xài xài. Chưa giờ mà đang xài hàng hiệu.ที่ใส่เนี่ยเพราะว่าพี่หนึ่งบอกว่าต้องมีไม่งั้นคนไม่รู้ว่ามีตังค์
Tức là tôi đeo là do hút lao bắt bắt buộc các mày phải đeo vô để tao biết mình có tiền. Còn tôi biết được này hả? Tao tay cho anh xin lần nữa. Không làm thứ gì. Điên sạch cháy với các bạn điên 3, 12, điên 3 với executive. Tôi đăng ký vào tháng 3, 2015 các anh chị là executive. Điên 7 bên cô phóng làm gì? Tháng 7 là lên gold. Điên 7 bên ruby. Tháng 8 ruby. Điên 11 bên envelope phóng diamond. Điên 12 bên star phóng 1 ล้าน บาท. Điên 6 bên blue diamond. Điên 3 bên ruby bên team lên. Và bên tháng 3, 2017 là tôi vô cái đội team lên. Như thế tối đi bên team lên. นี่ตอนนี้เป็นทีมบิลิตไปนั่นแหละเห็นตากันเจ็บทีมบิลิตอยู่ในเมืองไทยบ้านพี่ไทยในเมืองไทยหนังอะไรเลยเมืองไทยเห็นกันเจ็บแล้วเราก็มีรายได้10ล้านภายในเวลา2ปีกว่าว่าตัวได้ได้ถึงกระทุนหยับใน trong vòng hơn 2 năm làm việc เราว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมท่านเจ็บจะรังคุณสมตัวก็ถ้าเราดึกเยอะชื่อเยอะไหมเยอะมาก yes นะผมวิ่งดูสกินหน่อยครับเพราะตาจะมีสกินเนี่ยผมจะบอกทุกคนว่าทุกความฝันเป็นจริงได้ใน No Skin ทุกคนนั่นจะละหมอไอ้ước mơ của chúng ta ขอยกมือคนมีความฝันทำได้ไหมครับใครมีความฝันอยู่ vậy thì ai đâu các anh chị là những người có ความฝันหรือเปล่า ai đâu người có chị có ước mơ โอ้หันไปไฮไฟคนนะบอกว่าฉันมีความฝันไฮไฟให้บางคนที่เป็นระดับตัวก็ước mơ ฉันมีความฝันตัวก็ước mơตบมือให้ดังเลยครับขอเลยที่เราบอกตอนนั้นเบิร์ดผมใช้เวลาเป็น10ปีอะก็จะเจอ New Skin tôi phải dùng khoảng thời gian là 10 năm ròng rã mới tìm được New Skin đấy các anh chị ผมอยากบอกทุกคนในนี้เวียดนาม New Skin ยังใหม่คือ5ปีตอนนั้นการเจริญเวียดนามเหมือนนะ New Skin rất là mới mới có 5 năm à ตอนนี้อาจจะมีบริษัทอื่นถูกไหมมีบริษัทในเวียดนามเองบริษัทต่างๆที่เปิดมาแต่ไม่ได้อยากอยู่ยาวๆเหมือน New Skin แต่ผมย้ำที่เมืองไทยก็จะ có rất là nhiều công ty mới sẽ mở ra nhưng mà nó cũng sẽ khó làm bền lắm บริษัทเดี๋ยวนี้เยอะมาก rất là nhiềuYeah. Mở ra là đóng đi, mở ra thì dẹp. Tại là khuôn ma chạc America. Nhưng mà các chị đến từ Mỹ đó. For America, dặn con thí dụ na, giống như làm thân na. Một số các chị lãnh đạo đang ngồi bàn phía trước nè. Yes. Đến từ Mỹ đó. You know that. Các chị biết không? Another company not like New Skin, right? Có rất là nhiều công ty nó đâu giống New Skin đúng không ạ? He, เขายืนยันเพราะว่าในอเมริกามีบริษัทเครือข่ายเยอะมากAnh, các anh chị này ở bên Mỹ, các anh chị thì lại hiểu rất rõ thị trường đó, cực kỳ nhiều công ty về network. Bird, bird, mở bên bird, đúng không? Khai trương, xong rồi dẹp. Bid, khai trương rồi dẹp. Open, đúng không? Khai close, xong rồi phá sản. Open, đúng không? Close, xuất hiện lại mất, xuất hiện lại mất. Em thúc quần, mỗi ngày các anh chị.การที่คุณอยู่ New Skin cái việc của các chị đang ở มันคือบริษัทที่ถูกต้องที่สุดที่คุณได้เข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายไม่แบบตุ้งดังยิ่งการที่ไม่มั่งยิ่งผมไม่ได้ให้ใครยังไงอีกครั้งเลยครับการที่หายยันจะมันตกใจอะไรเล็กเล็กน้อยอ่ะผมยืนยันจากประสบการณ์ที่ตกใจTôi đã nói các anh chị từ cái kinh nghiệm hơn người đó. Không có khả năng hạ với tập lý đây được rồi. Là các chị không thể nào kiếm ra một công ty nào. Thắng chặt đi nên ta lột bài. Kể từ bây giờ và mãi về sau.สิ่งสำคัญวันนี้ก็ดีว่างจังเลยนายอยากให้คนทุกคนเนี่ยทำสิ่งที่เรียกว่าดีมแมปหรือดีมชาร์ตท่านจีให้เป็นลานจะมันบอกให้บ้านอึ้งเลยอ่ะคืนนี้ชื่อดีมไนท์ใช่ไหมเดือนนายแต่เรื่องนายด้วยหรอใช่ไหมเดือนอึ้งเลยด้วยหรอใช่ไหมเรื่องนายดุ๊กของดุ๊กของดุ๊กดุ๊กของดุ๊กดุ๊กดุ๊กของดุ๊กเยอะนะวันนี้ทุกคนต้องมีความฝันก็หลังจากเราไปวิ่งมาก็หลังเลเกย์ยังก็ยิ้มแต่มองมุ้งความฝันนี่คือความฝันผมตั้งแต่วันแรกที่ทำ New Skin ước mơ mà tôi viết ra ngày đầu tiên mà tôi làm New Skin đó อยากไปล่องเรือสำราญ tôi muốn là được ngồi du lịch ở du thuyền อยากได้รถเต็น muốn có xe mẹ อยากไปเที่ยวทั่วโลก muốn đi chơi khắp thế giới du lịch khắp toàn cầu อยากมีบ้านในฝัน muốn có cái căn nhà mơ ước อยากมี six packà có sáu mũi six pack sáu mũi anh ấy giang ma cái này khó cực kỳ hôm nay đi dù nừng pack cần thăm bữa nay là có một cái mũi chín rồi แต่คุณต้องมีความฝันที่ชัดเจนคุณต้องมีความฝันที่ชัดเจนคุณต้องมีความฝันที่ชัดเจนพอถ้าคุณกล้าเขียนมันลงไปถ้าจริงมายั้งแกงหนังวิ่งระดับถึงแม้มันจะไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้ก็แหละมันเชื่อใจเราเห็นตายแล้วอ่ะแต่ทุกอย่างจะดึงดูดให้มันใกล้เข้ามาที่มานั้นจะทำจะต่างกันเลยครับอย่างนี้แก้วใครในห้องนี้มีเขียนอะไรประมาณนี้ไว้บ้างสมุดความฝันแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ต่างไม่ใกล้เอื้อมเงินเหมือนจะแบบยี่ไต
Cô đã và đang lo một cái chương trình đáng chắc chắn thì sẽ đạt được rồi đó. Hãy chúc mừng nữa các anh chị và một tràng thật lớn. Hãy đủ bằng già, hãy đủ bằng con phản. Có một số cái mà tôi đã biết ra đó các anh chị. Nên nhiên mới đây đã một lẻo đã, bằng anh cái chẳng mới đây. Có nhiều cái chưa đạt được đâu. Chẳng mới đây bằng anh. Chết anh ấy chẳng mới đây. Cái gì như này đây. Ba anh ấy chẳng ba anh ấy mới đi xứ. Nhà cũng chưa mua giống vậy. Tại vì nói bên nhí, đi khoan phản thì khó đi thích bền chinh. Nhưng mà có một cái vài ước mơ cũng đã thành sự thật rồi. Cứ đến mà bàn dài ในต่างประเทศเพื่อให้คนในประเทศนั้นเห็นโอกาสธุรกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดกาล là gì đó là ước mơ của tôi là được đi ra nước ngoài để mà chia sẻ để mà thay đổi cuộc sống của hàng ngàn người ở quốc gia đó tốt hơn คือ Việt Nam đó chính là Việt Nam cái đầu tiên nào อันนั้นนาฬิกานี่ไม่จำฮอลนะนาฬิกานี่เดือนนี้ก็คือเดือนนี้ที่ใส่อยู่เนี่ยตอนนั้นอันตายตัวเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ได้ชื่อเหลือการสังสุขกำลังผลิตอยู่การสังสุขกำลังตัวเนี่ยอยู่ในสายการผลิตกำลังผลิตอยู่ก็แนวทางวิจัยสังสุขแต่มาเวียดนามทำไปแล้ว2ครั้งนะนี่มาตอนเวียดนามก็มาอยู่วิจัยถึง2รอบเลยโรงแรมมันสวยว้าแบบนี้ว้าโรงแรมเป็นว้าหลังใหม่เฮ้ยนาฬิกาเนี่ยเรื่องนี้เหมือนนะชัดเจนอย่างนี้เลยตัวฟ้องที่เราเบื่อที่เราคุณต้องเห็นมันก่อนแล้วถึงจะได้อะไม่ใช่เห็นนั่นหรอถ้าคุณไม่เห็นคุณจะไม่มีทางได้บันไปเห็นไทยเนาะต้องชัดเจนมากอ๋อให้รอแรงนี่คือรุ่นนิสัยที่ข้อมือเลยนี่แหละไอ้โมเดลของตัวแรงสายอย่ามาป้นผมนะอย่ามาขโมยผมนะท่านจีเงี้ยบอกใหญ่ตัวนี้เนี่ยเรืออย่าไปล้มเลยสำราญตัวนี้ก็ดันเดิมดีอย่างก็แปะภาพไว้ก่อนว่าต้องไปแต่ภาพไว้ก่อนตั้งแต่ตัวทริปที่มาดีอ่ะแต่ตัวย้ําวันนี้ไปวันที่ไม่ไปคือวันนี้นี่วันนี้คือของจริงย้ําตัวคือว่าเดือนมันเหมือนกันมั้ยถ้าจะเห็นใกล้ๆจะอยู่ถึงย้ํายาวเหมือนในภาพมั้ยย้ําหมดย้ําตรงหันนะมา 100% เลยใช่มั้ยย้ําแล้วก็ย้ําเพราะมันคือลําเดียวกันเป๊ะ 100% ผมว่าดูสกินนะครับจริงๆล่ะกลมหมดก็อยู่ถึงในฐานะที่ที่เราให้บอกว่าถ้าดูสกินเนี่ยไปเที่ยวรอบโลกดีอยู่แหละทับทะเยอะเป้าหมายของเราอันนึงก็คือนั่งหลังพิงกันอย่างเงี้ยทั่วโลกตัวหลักคือ mục tiêu của tôi các anh chị là được đi chụp ảnh trên toàn thế giới มันดูภาพธรรมดานะภาพเนี้ยดูธรรมดาก็จะเห็นนี่ว่าอันไหนนะบังเอิญแต่เมื่อก่อนเราเคยไม่เคยทําแบบนี้ได้เพราะว่ามันเป็นการเที่ยวตอนกลางวันที่เมื่อก่อนเนี่ยคุณเพ็ญและผมต้องทํางานประจําnhưng mà ngày xưa tôi cũng có được đi một vài nước các anh chị nhưng mà phải lúc đó còn đang hưởng lương đó คุณรู้มั้ยตอนที่เราเริ่มธุรกิจนี้ใหม่ๆตอนเราเริ่มใหม่ๆlúc mà tôi bắt đầu làm cái nút skin rồi đó khác là lớp ngàn là có thời gian đến về sponsor sau khi mà làm nút skin tức là vẫn làm cái việc cũ á dùng cái thời gian làm ngày bây giờ mình cần chứ bác làm thêm làm lớp ngàn chứ bác sau khi làm thêm mười ngàn chứ bác làm giờ chính sau khi làm lớp ngàn làm thêm rồi ai những người làm thêm giống tôi như ta à chơi bạn có mấy câu trả lời qua phải làm cái bạn bè cũng không hiểu ủa sao đi làm về mệt còn đi đâu nữa lớp ngàn nó cũng cặp bạn đi đu làm đu là con thường thường đi làm mệt sắp về phải nghỉ ngơi coi tivi đi coi phim chứ tại là ôi làm mà sao chưa kịp nhưng mà vợ chồng của tôi là dùng thời gian rảnh không biết câu trời để mà xây dựng sự nghiệp tại chi biết mình cứ việc đi chi biết bạn bè không hiểu tha lâu làm bà còn lâu cho sao bài nghe anh nào khốn tôi hiểu quy luật cuộc sống vậy nếu như mà chúng ta gọi là thoải mái trước ถ้าเราtương lai thì chúng ta sẽ cực khổ đói nghèo ถ้าเราสบายตอนนี้อนาคตจะลำบากถ้าอยู่ bây giờ chúng ta càng thoải mái chúng ta thoải mái bao nhiêu thì tương lai chúng ta sẽ khó khăn ภาพที่ถ่ายนี่คือเวลากลางวันทั้งหมดthời gian này thời gian tôi được ban ngày đấy các chị เป็นเวลาที่เพื่อนของเรายังคงทำงานประจำ thời gian này bạn bè vẫn còn làm công ăn lương đang ngồi trong แต่เราก็ได้ใช้ชีวิตทั่วโลก nhưng mà chúng tôi đã sử dụng cái thời gian đó để đi du lịch ปรบมือให้กับรางวัลธุรกิจนี้หน่อยครับ chúng ta hãy vỗ tay cho cái phần thưởng tuyệt vời của Nishima lại องค์กรทั่วโลกที่ผมเล่าไปแล้วไม่เล่าซ้ำนี่แหละไอ้ฟัคติกก็แท้ที่ตัวได้แก่รอยแต่จะบอกว่าวันนี้องค์กรเราที่นี่คือที่ในเมืองไทยนี่แหละไอ้ดอกหนูก็ตัวเป็นทลายกันจิแน่นอนมันเริ่มจากคนคนเดียวคือคนนี้ chắc chắn rằng bắt đầu từ bản thân của một con người nào đó đó chính là con người này nè ในวันแรกไม่มีคนอื่นเลยไม่มีใครเลยนอกจากเราคนเดียวngày đầu tiên anh chị sẽ không có ai một chỉ một mình mà thôi à วันนี้ใครมางานเนี้ยคนเดียวบ้างมาคนเดียวเลยngày hôm nay các anh chị tôi muốn hỏi các anh chị ai là những người đến cái phòng này mấy người thì ngàn mà đuôi lên mà còn đều các bạn
đến một mình không có đội nhóm. Quần mà con điều lúc cái chưa này đấy bạn, thắc mắc con điều. Những người đến một mình vô lòng đứng lên ạ. Mà con điều lúc cái chưa lên. Xin mà đứng lên, ai người đến cái khách phòng này một mình, đến sự kiện một mình không có đội nhóm đi theo. Quần biết đây mà phải con điều đó, tại quần mà quần lẹ. Tôi nhắc lại các anh chị, chính vì không phải đến một mình mà chúng ta là người đến đầu tiên. Bộ quần đi mà phải quần lẹ nữa. Không đi lâu, chờ đi thắng một, không đi lâu. Người đầu tiên các anh chị, cô nêu nên là khoảng phải là cô tăng mang qua là nó làm mới sắm lên. Chúng ta hãy ước, hãy trung thành ước mơ của mình, hãy nhớ ước mơ của mình. Mấy bác thầy chẳng ọc bài, mấy bác thầy chẳng thầm hay thầm. Người ta làm không làm, hay là thế nào kệ người ta đi. Cô nên con nhớ hóa năng thí dụ này, thú lý kịch ní. Hãy giàu phò, giàu là cái người biết mình phải làm gì và biết mình muốn gì. Là khoảng sắm lên sẽ khâu bài em. Và từ đó cái thành công sẽ tự đến với chúng ta. Để chẳng thầm tụi con quá. Tôi muốn hỏi các anh chị, này hôm ní trong học này ใคร บ้าง ที่ มี ความ ฝัน ai là những người có ước mơ แล้ว รู้ สึก ว่า วัน นี้ เรา อยาก จะ one more time อีก ครั้ง นึง ยัง มี ความ ฝัน แล้ว วัน นี้ เรา จะ ลอง ถือ หลัง เหนือ อีก ครั้ง นึง ước mơ nó sống lại ước mơ mình quyết định thử một lần nữa xem sao เรา พูด ถือ หลัง เหนือ พร้อม กัน 3 ครั้ง ดัง ๆ ทุก อย่าง น้อย ถือ หลัง เหนือ 3 ครั้ง 1 1 2 3 ถือ Tôi rất là vinh hạnh đến đây chia sẻ với các anh chị. Lâu thì mẹ nó dù còn là một thế gần. Mặc dù chúng ta ở hai quốc gia khác nhau. Tại là dù này vô lý thật thiết ý xuống này lô hợp mượn cần. Nhưng mà chúng ta ở cùng công ty tốt nhất thế giới. Mình sẽ khá ý xuống này lô hợp mượn cần. Có cái sản phẩm tốt nhất thế giới giống nhau. Mình phải cái đà là thiết ý xuống này lô hợp mượn cần. Có cái sơ đồ bệnh nhân tốt nhất thế giới giống nhau. Và phải lưu quá. Thu kháng thì cũng là ngọt phải sponsor nếu ngọt phải khuya phú khuôn. Tôi muốn nói các chị trước khi mà các chị ra ngoài gặp khách hàng, gặp gỡ hoặc là đi bảo trợ họ, sẽ có một cặp nào thì ở trong nước Thái thì sẽ có một cái cặp, một cái gọi là hai người đang ở bên Thái Lan. Cứ bông và Pen thì vẫn còn ở trong sân đấu điều cặp phu khôn. Tức là có chung có tôi và bà xã tôi ở cùng cái sân với các anh chị. Lâu vẫn không ở bên chơi không mà đi tiền. Chúng ta có thể ra ngoài là gặp. Giống không ở bên chơi khôn nát là mới mà khi chơi mới nát là mới mà khi chơi mà hẹn không tới hoặc là từ chối chúng ta. Cái từng trải qua rồi không ạ? Chơi mấy khi chơi mới nát là mới mà. Ai là từng người là trải qua đâu ạ? Mi dùng khét đi cũng khơi nát khôn vậy. Hẹn mà không tới đó. Mà nó đang mà thì thiên nó là bên tự, nó khi chuyển đến tự. Tức là tôi có một cái khác cái gì, có một cái tôi sẽ tiếp tha. À, tôi hẹn cái ông đó tới, ông bạn tới ở cái tầng New Skin tới tầng 15 á. Còn đấy bên phía anh Phụng, mình nắm mà thi New Skin cho bạn xa bạc. Tức là bạn tôi hẹn tới New Skin để mà... Phụng bắt thảo quá, chú này đó, chú này đó, chú này đó. Tôi mới hỏi anh ở đâu rồi, anh đâu rồi. Một ông, cả lắm, mà đâu, lia khóc tực lắm, lia khóc tực lắm. À, bạn nói là đang quẹn vô. Chọn lắm, chọn lắm, đang chọn lốt lắm. Đây là chọn lốt lắm. Đang chuẩn bị đậu xe rồi. Ok, ok, được khích mà nó, được khích mà chơi rồi nha. Ok, được lên đây là gặp nha. Ok, chọn lốt lắm, ok. Ok. Lớp của bạn lại bay. Rồi, sau đó cất máy. Tất cả mình chọn lốt bên đánh à, mấy khơi chơi mà được lên chừng quanh đi. Từ cái ngày mà báo rằng là chuẩn bị vô hàng đậu xe các anh chị cho đến ngày hôm nay tôi chưa hề gặp cái người đó. Mới lúc mình phải đợi. Dạ, cái gì đâu. Cái chơi gì mấy? Các chị đã từng hẹn ai mà khai khơi chơi không? Ai là người đã trải qua? Mà thuộc thang léo bụng với tụi em rồi. Chúng ta đến đúng đường các chị, hãy bỏ cái tay mình một trận hóa tay bằng người đi à. Mà mình chẳng là sao chứ mình không chơi đây ta đảm đẹp gì. Trong quá trình ta làm việc đó là chuyện bình thường. Bởi vì phổn tột, mình không biệt. Bởi vì sao ạ? Khi mà trời mưa thì chúng ta sẽ ướt rồi ạ. Mình vì thầm mà xa thì không chờ tại rút kịp đi, sai mấy? Đó là cái bình thường đúng không ạ? Bình thường. Sai mấy? Đúng không? Đúng không? Đúng. Đúng chứ. Thuốc giảm nguyện cần. Mọi thứ nó giống nhau các anh chị. Không, mình kêu bộ lý phạt điều cần. Bởi vì cùng một công ty. Sinh khá điều cần. Cùng một cái thẻn điều cần. Cùng một cái sự cho khổng bộ lý phạt điều cần. Cùng một cái người. Cũng chơi leo bên đi. ผมเจออย่างนั้นอยู่ที่เมืองไทยก็จะกับไอ้ยีนเขาทำเหมือนไม่มีอะไรแตกต่างบางครั้งตึงกับย้อมยีใหญ่ของยีครับแล้วอยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าตูนุ้งจะกันจะรีบนะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเช้าก็ไงทำไงถ้าคุณเจอปัญหาเจอคำปฏิเสธมากมายในแต่ละวันนั่นยังไงนะก็จะคุณ đều trải qua gặp gỡ gọi là những cái cuộc từ chối hoặc là những cái sự mà không đúng giờ แล้วมีคืนคืนหนึ่งที่อยู่ในช่วงเวลาที่ยากต่อการตัดสินใจว่าจะทำต่อหรือจะเลิกทำGặp quá nhiều khó khăn đến một ngày nào đó các anh chị phải ra quyết định là giờ làm tiếp hay là bỏ cuộc. Khỏi khuôn trăm khăm khư như vậy. Tôi muốn các anh chị nhớ một cái câu nói. Qua khuôn đấy phạm khuôn thí huồn về thì thí dù này thức kiện đấy mà 10 năm, 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 10 năm,
Và cái câu này xuất phát từ một cái con người đã có hơn mười mấy năm kinh nghiệm làm cái nghề này. Lát tỏ hết quân chơi bánh hạ là bánh áo đạt khi Việt Nam. Và mặc dù các chị sẽ gặp được rất là nhiều cái khó khăn trở lại. Khói quân nước thôi quá. Này quan chức quân chơi bánh hạ đánh đây Việt Nam dù. Cái ngày các chị gặp những khó khăn đó các chị hãy nhớ. Mì khuẩn khu nhân thi mương thầy các thương tôn và phèn. Có hai vợ chồng bên Thái Lan là Pen với lại Pen. Cả lắm dù này sẽ làm lốt điêu và khuôn. Đang ở cùng phía, đang ở cùng thuyền với các anh chị. Lâu lốt với đứa cần. Chúng ta cùng nhau chiến đấu. Lâu lốt su lốt với đứa cần. Chúng ta cùng nhau chiến đấu. Chúng ta mới dù này mà thế điều cần. Mặc dù không ở trên đất nước cùng nhau. Nhưng chúng ta su cứ là đạt khuôn với khoan phản đồng lâu. Nhưng mà chúng ta phải chiến đấu đi, chiến binh để mà thay có gì là su với khoan phản đồng lâu bác. Ai sẵn sàng chiến đấu đi, chiến binh để đạt khuôn với khoan phản đồng lâu. วันนี้ผมมีความยินดีมากที่มาบรรยายที่เวียดนามตัวรับรางวัลหางานในเป็น 3-4 วันที่เป็น3วันที่มีความสุขมากในชีวิตของผมป้าง่ายจะว่าตัวกึกกึ่ยหันฟุกกันติดของหันทุกยิ่งสื่ออย่าขอขอบคุณผู้นำสุดยอดผู้นำที่ดูแลผมเป็นอย่างดีขอบคุณท่านที่ลำดาวนะจำซ้ำตัวรับรางวัลผมมีท่านผู้นำสูงสุดพวกคุณนะครับคุณทางกับคุณอานะครับให้บอกใจจออานันท์บาจีขาวของการแต่งเวิร์กันติดรับรางวัลทุกท่านรับรางวัลสุดยอดมากและผู้นำแถวหน้าทุกคนที่เป็นระดับบลูไดมอนด์และสูงขึ้นไปจนถึงรูบี้ในแถวที่2แถวที่3บาง những cái người anh những cái các anh chị mà ngồi ở hàng ghế phía trước ทุกคนสุดยอดทั้งหมด các nhà lãnh đạo này rất là tuyệt vời โอ้พี่อัพไลน์คุณดังๆเลยครับ các chị hãy có cái tấm lòng mình nữa nha là cớ nè วันนี้ผมยินดีมาก tôi rất là vinh hạnh ngày hôm nay ที่เราได้ร่วมรบในสนามรบนี้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้น chúng ta cùng nhau chiến đấuถึงแม้เราอยู่คนละประเทศกันผมอยู่ไทยเราอยู่เวียดนามอยู่ตัวอาท้าก็จะอาเวียดนามแต่ผมจะเป็นกำลังใจให้พวกคุณทุกคนตัวลุงลุงแม่งนึกจะไปถึงมันก็งงดำเลยทุกวันที่คุณเจอปัญหาอุปสรรคหอยงานก็จะกับเจอหงายข้อกันขอเราทุกคนรักษาความฝันของเราไว้ที่ก็จะหายเงี้ยอึ้งเบอร์ของมันและปรึกษาอัพไลน์เราทุกวันและให้ลิงก์เลยให้เป็นคนเดียวดาวของมันและอยากให้เราอยู่ตัดสินใจทุกวันว่าให้เราตัดสินใจทุกวันว่าทุกท่านให้quyết định là ในทุกคืนจังหมอกี่ đêm ในทุกเช้าจังหมอ buổi sáng ไม่ว่าเมื่อวานจะเจออะไร mặc dù ngày hôm qua em gặp cái gì vậy đó ขอให้ตื่นเช้ามาในทุกๆเช้า thế là mỗi sáng thức dậy เราพูดคำสามคำทุกเช้า tôi chúng ta sẽ cùng nhau nói một cái câu thứ lần nữa thứ lần nữa อยากให้ผู้นำแถวหน้าทุกคนลุกขึ้นยืนนิดนึงครับสบายทุกคนลุกขึ้นยืนสบายทั้งคณะจีนลำดับงอเลยแห่งพื้นที่ลุกขึ้นยืนนะครับนะครับอยากให้ทุกคนลุกขึ้นยืนนะแถวหน้าลุกขึ้นยืนนะฮะนะนี่คืออัพไลน์ของเราทุกคนใช่ไหมได้แล้วอัพไลน์ของทั้งคณะจีนด้วยมั้ยใช่ไหมดูบ้างดูความดุเขาสู้อยู่ในสนามเดียวกับเราเขา cùng với nhau cùng với chúng ta chiến đấu cùng một sân เขาเป็นนักรบในสนามเดียวกับเรา họ là những cái người cùng thuyền với chúng ta họ là คุณเจออะไรเขาอยู่ด้วยถ้าแต่ถ้าเกิดกับใครที่ดีก็มากกว่าเราอยากจะบอกว่าผมต้องนอกกันจิพวกเราทุกคนทุกตาหมอ người จะเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันร่วมกันฝึกกันแรงลึกได้ไปร่วมกันทําดีต่อกันเพื่อทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงตลอดกาลจะถูกซ้ําต่างใครใครวันนี้ที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตลอดกาลบ้างยกมือเลยครับมุ่งทายระบบซ้ําแล้วอ่ะโอ้หันไปไฮไฟ5คนรอบข้างว่าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตดูสกินแน่นอนหายไฮไฟแบบมันเท่าไหร่จะกลมเงี้ยถ้าเราคงช้ำอย่างดูสกินผมไม่ได้